Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình là Thành Easy đây, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dynamons. Thì cái tựa game này mình đã từng chơi được đến 2 tập rồi, và hôm nay mình sẽ tiếp tục đi bắt thêm những con mới. Cái này là sao ta? Cái này có nghĩa là chúng ta đã mở được đến 76% của khu vực này rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi bắt thêm những con Dynamons, những con Dynamon giống như kiểu Pokemon ấy. Bắt thêm những con này và chúng ta sẽ sử dụng con hệ này đi. Chúng ta sẽ dùng con hệ lá nha. Sử dụng chiêu roi mây Landit Quartz. Ok, nó sẽ giảm thủ của cái con này xuống này, khá là tốt. Chúng ta sẽ bị chết rồi, tôi mất nhiều máu quá rồi, chết đi. Flawingo, Sonic Shock, không vấn đề gì cả. Chiêu này sẽ là mạnh đối với bọn này đấy, strong attack mà, tại vì hệ nước sẽ bị khắc chế bởi hệ lá, dĩ nhiên là như vậy. Nó là dùng Sonic Shock vậy. Con này mình có rồi nên mình sẽ không cần phải luyện làm gì nữa, không cần phải bắt làm gì nữa. Chúng ta sẽ bắt những con nào mình chưa có thôi nha. Rồi, chúng ta sẽ sắp lên được cho Flawingo. Mình thêm được một quả dâu gai và 80 loại đá này. Khá tốt ta. Ok, tự nhiên sẽ có quảng cáo đây ta. À, quảng cáo của cái tựa game. Cái này là tựa game Talking Tom Gold Runs. Rồi, tắt đi. Nó chỉ cần có quảng cáo một lần thôi nha, trong tất cả game này. Mình sẽ lấy thêm vàng này. Cái thằng này thì nó sẽ cho mình cái gì? Hai cái ấy là hai cái đĩa mềm để có thể thu phục được thêm Pokemon. Wow, con mới này, một con tên là Slug. Ok, con Slug này thì nó sẽ là hệ nước và mình sẽ dùng chiêu lá. Game này rất hay nha. Mình sẽ cố gắng là đi đến những cái tập cuối cùng và có thể bắt được những con huyền thoại. Thấy bảo là một số anh em mà có con huyền thoại hay sao ấy. Một phát đập nữa, Defensor nó bị giảm xuống một cách nghiêm trọng rồi kìa. Tiếp tục là sử dụng roi mây. Ôi chết, chết luôn à. Quên mất là ta phải bắt nó cơ mà, tại sao lại giết nó luôn vậy? Hơi ngáo cần, không không. Sao lên cấp cho con này. Cái con này nó có tiến hóa lên không nhỉ? Defense attack sẽ được tăng lên một cái lượng level 6 rồi. 70 đá này. Có con mới mà chúng ta lại không bắt là thế nào ta? Hơi ngáo cần rồi. Phải bắt cái đấy chứ. Đây rồi, lại gặp lại rồi. Một con sên à, giống kiểu một con ốc sên ấy. Chiêu này thì chưa dùng được rồi. Tấn công thôi. Vào đây nào. Sonic Shock vẫn là cái tuyệt chiêu. Đây rồi, lấy lúc sẽ bắt nó thôi. Chúng ta cào nó một phát nhẹ nhá. Cào một phát chắc là chưa chết ở đâu. Theo mình nghĩ là vậy. Đùa. Cả phát đã chết rồi, mình muốn căn cho nó bắt được tỷ lệ bắt là cao nhất thôi. Khỏe quá rồi. Bó tay luôn. Rồi chúng ta sẽ sang bên này vậy. Đùa luôn. Không sao, kiểu gì cũng sẽ bắt được nó thôi. Wow, một con ếch lá này anh em ơi. Đẹp chưa? Anh em có thể thấy không, một con ếch lá này. Chúng ta... nó hệ lá. Nếu mà hệ lá thì chúng ta sẽ sử dụng con hệ lửa đi. Con Leaf Frogs. Ôi, một con ếch lá. Đẹp chưa? Đẹp vãi. Pokemon trong này đẹp nhờ. Nhìn nó rất là dễ thương. Nó thêm có cái hiệu ứng thay cho cái Burning là một cái hiệu ứng Switch, có nghĩa là hiệu ứng bị ốm. Dạng như vậy. Chiêu lửa này. Đây rồi, đây rồi. Bắt nó thôi. Sonic Shock. Mày thế. Bây giờ bắt nó chuẩn nhất này. Chúng ta sẽ vứt cái đĩa vào người nó. Vào đĩa nào em ơi. Đang vào đĩa, vang vào đĩa và chúng ta đã bắt được nó rồi. Cho vào team luôn. Wow, hay lắm. Tuyệt vời, mình khá thích một cái tựa game kiểu bắt thú như thế này. Chúng ta sẽ có thêm được một con lá nữa, hệ lá nữa. Mình sẽ cho vào team mình đi. Mình sẽ cho mấy con hệ lá này vào để có thể là luyện tập thêm luôn được. Đấy, như thế này đi. Để cho tất cả lên level 6 đi. Hệ lá bỏ này ra này. Và chúng ta sẽ dùng một con nước nữa. Mình dùng con nước nào đây? Con level 3, con vịt, mình thích con này hơn. Đó, đây chỉ là bộ 3 những con mới của chúng ta anh em ạ. Rồi mình sẽ đi tiếp tục là đi bắt thêm mấy con thú cái. Và sau khi hết đĩa thì ta sẽ đi vào game mua, không phải mua mà là level 4 à. Hơi mệt ở đây, chúng ta phải có một con nước. Thế đây nào, chúng ta có nhiều con để có thể thay đổi trong trận chiến ấy. Chúng ta deck có chiêu nước rồi. Deck gì? Đen đủ rồi, quick attack yếu quá.
Ôi chết 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 tôi rồi. Đây rồi em ơi. Tại vì mình chỉ có mỗi ba con thôi mà ba con đều là yếu cả. Không biết có giết được nó hay không hay là chết đây. Scrap. Mình còn chưa đánh được một nửa máu của nó này. Nghi ngờ là ta sẽ chết mất. Nó khỏe quá. Chết rồi, con View Frogs. Chúng ta sẽ có một con lửa tiếp theo nhưng mà con này yếu. Pyro Pine. Đừng có chết vội nhá. May quá, có thể là mình sẽ mất thắng được. Con nhím lửa của chúng ta. Tấn công nó, Hop Chop. Level 4. Quick Attack. Mình sẽ cào nó phát nữa. Thì Hop Chop này hay lắm, vẫn hạ được. Vượt khó, đè team nghèo vượt khó rồi. Rất là ok luôn. Lên level luôn. Chúng ta sẽ luyện tất cả con đi được không nhỉ? Cho nó khỏe đều lên nhau. Như thế thì không được. Ô level 3 luôn kìa. Level up luôn. Cho chỉ luyện có một cái mức độ thôi. Skin unlock. Flash chúng ta vẫn chưa unlock được một chiêu lửa nào cả. Thôi kệ, mình cứ dùng tất cả đằng nào mình cũng kiếm được rất là nhiều đá. Tại sao lắm quảng cáo nhỉ? Talking Tom Gold Runs. Đây là tựa game chạy mãi mãi đây. Ê, chúng ta đã chưa buồn cười quá, đuổi theo thằng trộm. Rồi, chúng ta 80% rồi đấy. 80% mở cái map rồi đấy. Có một số con chưa bắt được. Đi bắt nốt nào. Ok, con này thì lại mệt rồi. Chúng ta sẽ đổi sang con khác đi. Chắc chắn phải đổi sang con khác rồi. Con Leaf Frog. Mình muốn dùng con này đánh trước đã. Dùng cái Flash trước đã này. Chúng ta dùng cái Flash trước. Như thế này. Bị giảm tấn công à. Chết tiệt thật. Cái này Quick Attack chứ không phải Flash. Ui Quick Attack khỏe thế. Con Ducedo không chịu được cơ. Một hit này và cho sắp lên level rồi anh em. Phải rất khỏe nha. Bây giờ mình sẽ không đánh con này nữa mà mình sẽ đổi sang con Leaf Frogs. Leaf Frogs. Sonic Way. Sonic Shock. Để cho con này lên cấp mà. Con lá này mình thích hơn cái con chim đấy. Cho khi mình thay con này bằng con thay con này cho con chim. Chim một chân đấy. À có nghĩa là hai con cùng đánh thì sẽ kinh nghiệm sẽ chia đôi. Rất là giống nhau Pokemon luôn. Chẳng khác gì cả. Có Pokemon mới không nhỉ? Cái con hệ nước của mình hệ nước đâu nhỉ? Lại là một con lửa. Con lửa thì con lá ấy không ăn được đâu nữa. Giờ sẽ đổi sang con nước. Đây con này đấy khỏe lắm. Có cái Quick Attack. Đây là Quick Attack. Đòn tấn công cực ngon. Ấy chà. Ơ mình hệ nước mà. Nó có chiêu gì mà nó khắc hệ mình mà đánh khỏe thế nhỉ? Flash. Ui ôi thấm thế. Thì thấm này. Quick Attack cũng không phải là kém cạnh đâu. Nào 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 nào. Vào đây. Quick Attack. Không ăn thua luôn. Nó đánh cho như thế này thì làm sao mà chịu được nhỉ? Quick Attack nào. Sắp chết rồi. Sắp chết được con Pyro Pins. Và gần chết. Đây, đến lúc là mình sẽ giết nó. Hay lắm. Fan Static. Và máu của mình bị giảm xuống khá nhiều. Lên cấp không biết được có tăng máu không. Attack sẽ tăng cao. Defense. Cái độ chính xác cũng được tăng lên một số điểm. Và tiến thêm được 85 viên đá. Cái này cầy đá được. Vấn đề là chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ cái camp này thì mình sẽ gắt gặp con gì rồi. Còn một con, hai con, ba, bốn, năm. Những con mình chưa bắt đấy. Chưa bắt nó đấy. Và tận 5 con nữa kìa. Để xem là chúng ta sẽ gặp con gì đây. Đây rồi, gặp con mới. Một con sấm sét ạ. Mình chưa có con sấm sét nào trong team cả. Hay rồi, hay rồi. Ngon. Quick Flash. Hình như nó dùng chiêu sấm sét không. Sonic Shock. Không vấn đề gì. Con chim gỗ kiến ạ. Chim mỏ dài. Đây chim gõ kiến. Lốc à. Wow. Level 5 có khác. Bắt luôn, bắt luôn. Phải căn lực chuẩn nhá. Không là cũng hơi mệt đấy. Sonic Shock này. Quick Attack hay lắm. Bây giờ là chúng ta sẽ có thể đập nó được rồi. Easy rồi. Easy. Và chúng ta sẽ ném cái
ném cái kia ra để bắt nó thôi. Chúng ta sẽ ném cái gì ra bây giờ nhờ? Chúng ta sẽ ném ném cái ấy, quên mất. Cho nó vào đây chứ, làm sao có thể chạy đi đâu được? Không thể nào chạy đâu được. Và nó phá vỡ cái đĩa mềm của chúng ta rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ lại tiếp tục là ném đĩa mềm. Mình còn hai cái đĩa mềm nữa. Mình sẽ bắt tất cả các loài trong này để hoàn thành cái bộ sưu tập. Con nào cũng cần. Ơi, ôi nó hồi máu ạ, mình quên không nhìn. Đau đầu rồi. Bực mình thế nhờ mình. Lúc ấy rõ ràng máu nó giảm xuống rất nhiều nhưng mà nó hồi máu anh em ạ. Thì ra là như vậy. Đánh nhau không? Lên. Nó hồi máu làm sao bây giờ nhờ? Nó không cho mình bắt rồi, Hurricanes. Chết luôn con Wilfrog rồi. Hệ lửa này. Flash. Sorry Shock, đừng có dùng hồi máu là được. Đừng có dùng hồi máu là được. Bắt lại lâu thế. Sorry Shock thoải mái luôn. Mình không quan tâm nữa, mình dùng cái Flash này. Như kiểu là chụp ảnh nhỉ. Chụp ảnh thời xưa ấy. Mình có tận 3 con cơ nên mình không cần lo lắng lắm đâu. Tấn công. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là ném cái đĩa mềm ra. Mình mất hai cái đĩa. Thật là ngáo cần, ta thấy không để ý cái máu luôn. Đây bây giờ bắt được con này. Cuối cùng thì nó đã vào tìm. Ok man, con nhím này thích này. Thích, khá thích con nhím. Con nhím sẽ lên level 4. Khá là đẹp. Con này không biết có tiến hóa không nhờ. Chúng ta được một tận 115 cơ. Quá hoàn hảo, sao lóng quảng cáo thế ta. Quảng cáo này thì tầm khoảng 5 giây thôi là nó sẽ hết rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi nào. Mình sẽ tìm đây. Hiện tại tìm khá nhiều con. Cái chỗ này có chứa được nhiều thế này không nhờ? Hay phải nâng cấp lên ta. 84% bắt thêm được một con nữa. Hết đĩa rồi, hiện tại hết đĩa rồi. Cũng may. Cũng may là hết đĩa nhá. Đổi, chúng ta sẽ đổi sang con kia. Đổi sang con hệ lá. Đó chính là con Leaf Frog. Level thấp quá. Mình có Sonic Shock thôi, đám bé tí à. Quick Attack nó trâu lắm. Mình sẽ dùng con khác đi. Nó có cái hệ phía dưới mà nó có thể biết được khắc chế như thế nào ở ngay dưới. Lúc ấy nó vừa hiện lên nhỉ, đúng không? Khi mình đổi cơ. Bây giờ thì nó sẽ không thấy nữa. Quick Attack. Đánh xịt ngay, làm sao có thể là trúng được. Một phát đánh tốt. Quick Attack của đấy đánh ngon nhờ. Mình sẽ cào nó một phát xong để cho cái con kia đánh. Chúng ta đã đổi đúng không? Đúng như vậy, không cần nhất thiết vậy đâu. Và chúng ta giết con này thì hai con sẽ đều được kiểu kinh nghiệm thôi, không quan trọng lắm. Đó, chúng ta sẽ lên thêm đá này. Con này sẽ lên kinh nghiệm, lên sắp lên cấp 5. Con này thì lên cấp 3 rồi, ngon. Cần 80 đá để tiến hóa. À không phải tiến hóa mà lên cấp, tăng công, tăng defense, tăng cái độ chính xác lên. Được rồi, chúng ta sẽ kiếm thêm được 105 cái đá này. Ok, mình sẽ đi đánh thằng này trước nhưng cần phải chuyển lại team. Team mạnh nhất của mình. Đó, Snoopy, con Hopchop và con Flowing Go như thế này. Đây là team mạnh nhất để có thể đánh nhau đằng kia. Thằng này chắc chắn sẽ khỏe rồi, không thể nào yếu được. Patrick sẽ chứa một cái đĩa cho mình. Có một cái đĩa gì nhỉ? Hơi ít à. Nó có một con hệ nước thôi. Hệ nước thì nó sợ hệ lá hoặc hệ sấm sét. Công luôn, Flowing Go. Cái chiêu kia mình bị xịt nhỉ. Cái chiêu roi mây ấy. Roi mây lăn đít quất. Mình nhớ là ở trong phim Pokemon của con Bulbasaur chiêu đấy. Ngày xưa dịch. Ngày xưa bựa quá ấy. Đúng là giữa roi mây mà. Chim hay, khỏe, đánh phát này ngon. Tuyệt vời, you win.
lên cấp hay không là do mình lựa chọn thôi. Con này chắc mình sẽ để lên cấp 6 ấy, mình không cho lên cấp nữa, khá là tốn đá. Mình kiếm thêm được một cái nữa, mình sẽ đánh cái này để lấy thêm cái Patrick. Đứa nào có nhiều hơn không nhỉ, có nhiều cái đĩa hơn không nhỉ? Ít đĩa quá, một cái đĩa thì không đáng kể lắm, cũng chỉ ở một đĩa thôi. Cái cửa đầu tiên thì nó dễ nên nó sẽ thường là ít đĩa. Đây này, cái con Suck Lux này, con này mới là ấy này. Đáng ngại là ngoe mình bắt được con này được không? Mấy lần ta giết nhầm cái con Slugless này. Sonic Crystal, ok. Quất nó, gần chết rồi. Mình sẽ không bắt được đâu nhá. Con này là con của cái thằng Colin, okay. Bây giờ bắt nó thì đúng là nhỏ. Mình sẽ vẫn luyện cho Snowkey thôi, con này con chính của chúng ta mà. Chết ngay. Fantastic, you win. Lên cấp. Để sau đi. Con này lên cấp à, có nên lên không? Để sau nhá. Mình hoàn toàn có thể cho lên cấp sau được. Một cái bình nữa này. Có hai cái đĩa rồi, bắt đầu đi. Hai đĩa này anh em ơi, không đánh hơi phí. Cái này đánh không đánh hơi phí rồi. Chắc chắn sẽ đánh rồi. Có con lửa, lửa thì dùng nước thôi. Easy rồi. Sử dụng mà bong bóng. Cố gắng là bắt tất cả những con ở đây. Mình sẽ bắt con con sen nữa. Con sen chắc là để chúng ta sẽ siêu tầm thôi. Pyro pie ở đây. Một hit thôi, là đài ngay mà. Một phát nữa. Sắp đài rồi. Ok. Bóng bóng này, strong attack. Hay lắm. Tiếp theo là sẽ làm con vịt. Lại là con vịt. Con vịt thì con này còn chưa hồi kịp hồi máu cơ. Đánh kiểu gì đây nhỉ? Con vịt của chúng ta chưa kịp hồi máu. À, con chim của chúng ta chưa kịp hồi máu. Xịt kìa. Mình có tuyệt kỹ này anh em. Lốc. Hurricane. Nó mấy turn nó mới hồi cái chiêu Hurricane kìa. Nó không thể dùng liên tục được. Roi mây. Quất nó. Hay lắm. Và Wingo chết ngay, và chúng ta sẽ được hai cái đĩa ở đây. Con này có nên nâng cấp không nhỉ? Nâng lên level thì nó sẽ khỏe rất nhiều đấy. Con voi ạ. Con chính của chúng ta chắc là sẽ nâng cấp nó thôi nhỉ. Và chúng ta sẽ lựa chọn skin để unlock Frozen Mine. Chúng ta sẽ unlock được cái chiêu gì đây? Unlock cả 3 chiêu à? Thế quái là sao unlock cả 3 chiêu ta? Thấy hiểu luôn. Con này thì không lên level nhé, tạm thời sẽ để sau. Mình thích con X hơn. Con X mình thích lên cấp hơn. Sẽ lắm quảng cáo nhỉ? Cái này mình đang chơi lên giả lập. Mà muốn ngắt mạng thì hình như có thể là ngắt được ở trong cái phần cài đặt. Cho cái chơi đi á, xong lần tính sau chúng ta sẽ có khá là nhiều đĩa ở đây rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục là đi. Mình sẽ luyện cho những con khác đi. Đây là shop. Cái team của chúng ta đây, mình đang luyện cho con này. Con X. Và nếu mà con nước thì Snoopy là đẹp hơn con sói. Mình thích con Snoopy hơn. Có con sấm sét này. Có nên cho sấm sét và không cho sấm sét vào đi. Thử luôn, test thử luôn. Ở đây thì qua đây cái nên bắt được cái con như kiểu con sen không. Đang đợi mãi con sen level 1 này. Mình sẽ test thử con sấm sét luôn nhá. Nó không biết có chưa sấm sét không. Sấm sét này anh em ơi. Tăng công à? Tăng defense, cho tăng thủ đây anh em ạ. Tăng thủ càng cao càng tốt. Và chúng ta sẽ có Hurricanes. Ok, nó không có sấm sét nhỉ. Nó chỉ có tăng thủ lên thôi. Không có gì nhiều, nó có một chiêu Sonic nữa. Đấy, chiêu Sonic. Hét vào mặt, level 1 đối đầu với level 5. Nó sự cách biệt hoàn toàn luôn đấy. Sonic. Một hit, Sonic Shock. Ui, không chết kìa, còn một hit nữa thôi là cái con Ducedo này đã chết rồi. Thế mình hài chứ. Một hit nữa, đã xong. Mình đang quáng tìm ra con mình đang quáng tìm cái con kia mà không thấy nhờ. Tìm cái con sen đấy. Đang quáng tìm nó. Cái này có thể là thoát ra ngoài luôn không?
Ok, đang tìm con sen. Lại là một con frog. Con frog này thì luyện cho con này đi. Flash chắc một phát là chết. Không à? Đam không phải nói là to lắm nhỉ. Mất thời gian quá. À, chứ có thể thoát được không nhỉ? Ở đây, có thể chạy được đây. Đây là cái này, tìm mấy con kia nhanh nhất có thể. Ta sẽ chạy ngay đi thôi. Tìm con mình phải cố gắng bắt được bằng được cái con của con này. Con sen. Trời ơi, con sen ở như chỗ này không có này. Con sen nó phải ở cái khu vực bên ngoài này cơ. Cái này tầm đây này. Rất dễ dưới cái hồ này sẽ là có con sen ở đây. Chạy chậm ghê ta. Sen ông em ơi. Có sen không? Hạ quyết tâm bắt được con sen. Lại là hóp chóp à? Hóp chóp thì không cần. Hóp chóp thì không cần. Bắt sen mà. Chứ mà có không nhở? Sen hay nó ở trên cái bờ này ta? Không phải con này. Lúc cần thì không thấy con sen rồi nhá. Chắc là chỉ có một số khu vực sẽ có con sen thôi. À, theo mình nghĩ nó sẽ ba cái khu vực này. Mình sẽ cứ đi lại ba khu vực này. Kiểu gì sẽ cũng ra sen. Tỷ lệ ra thấp thế nhỉ? Tuxedo, một con vịt. Con vịt này không cần. Lúc cần con sen thì không thấy đâu cả. Ở đây thì nó ấy, chặn hết đường rồi. Đây còn hai cái thằng nhà huấn luyện ở đây rồi. Để mình đấu với nó để kiếm thêm đĩa mềm thôi. Ôi, không bắt được con sen thì bắt được con rắn. Vãi trưởng anh em ạ. Cho bắt được con rắn ở đây. Ok, bắt con rắn. Nó là hệ mặt trăng, hệ bóng tối à. Đây này, hệ bóng tối sẽ hệ nước và hệ sấm sét sẽ khắc chế được nó anh em ạ. Đây Sonic. Ok. Ô, chiêu bây giờ random anh em. Bây giờ nhiều chiêu quá thành random này. Đây, mình nhiều chiêu quá, bây giờ phải random chiêu à? Wow, sao rồi? Nó cho một cái kiểu là xoay 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 trên đầu vậy. Wow, con rắn này khỏe thế nhở? Khỏe, rất là khỏe, rất là cứng nè. Gần chết đấy. Mình đánh có vẻ tỷ lệ xịt khá là cao ta, không có chiêu nước nhỉ. Đây, ta sẽ có một chiêu nước đây. Nhưng chỉ sợ là giết nó thôi, mình sẽ dùng cái chiêu Splat này. Bắt con rắn này xong. Thằng xịt thôi. Nó hệ bóng tối à. Rắn hệ bóng tối à. Mình tự đánh mình nhưng mà mình còn bị xích nữa chứ. Mình còn bị ốm nữa chứ. Chết rồi. Làm sao đây. Splat này. Thôi không sao, mình sẽ đổi sang con khác. Mình sẽ có con sấm sét này. Khá là ok. Mình không muốn dùng cái Hurricane. Tại vì sợ nó chết mất. Bắt được rồi đấy, bây giờ sẽ ném cái đĩa mềm ra mà bắt nó thôi. Nó đánh không quá khỏe. Quái nào nhỉ? Đĩa mềm, mình tưởng mình có một đống đĩa mềm rồi chứ nhỉ? Tại sao trong này không có cái nào ta? Thôi giết nó vậy. Hôm nay rõ ràng là mình nhớ là mình lấy được một đống đĩa mềm từ mọi người cơ mà nhỉ? Thế bị điên chứ? Sonic Shock. Nó cho mình cái hiệu ứng ốm rồi. Mình sẽ đổi sang con lá nhá. Để nó hít được ít kinh nghiệm. Con lá hơi yếu, con X hơi yếu. Cho nó sốc một chiêu. Chết ngay. Hay lắm. Fantastic. Và chúng ta sẽ chiến thắng. Rồi. Điện chung mà. Lên cấp không? Không lên được cấp. 110 đá. Vấn đề là rất vấn đề là chúng ta sẽ không mình nhớ là mình nhặt được, mình đánh bại mấy cái nhà huấn luyện để lấy được mấy cái đĩa mềm mà nhờ. Tại sao ở trong này không có nhờ? Lý do team item không có cái đĩa mềm nào luôn. Bó tay. Không sao, chúng ta sẽ kết thúc tập đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dynamons. Bye bye.